Video mà có mấy cái video trước mình đã chia sẻ cho mấy bạn là về cái máy hơi nén khí này nè và cách sử dụng rồi này nọ, rồi mình cũng có video là hướng dẫn là cách làm cái bình dụng xả thành cái máy rửa xe đó. Thì bây giờ bữa nay mình sẽ tiếp cái video này là mình sẽ giới thiệu cho mấy bạn là mình sẽ làm cái máy rửa bọt tiết đó các bạn. Mình sẽ chạy xịt tiền, rửa máy bọt tiết từ chạy xịt tiền. Nên bây giờ mình sẽ làm, các bạn sẽ coi mình làm như thế nào nha. Rồi bây giờ các bạn cho mình nha. Nhưng mà trước tiên á, mình muốn làm á thì mình cần đó, như mình nói là cái máy nén khí, rồi một chai xịt tiền, một cái dọa xịt, một cái dây xịt của cái máy, rồi một cái xúc bắn keo, một cái dao, một cái kéo, đó. Và keo, đúng không? Đó. Rồi mấy cái ống thun. Đó, mình sẽ cần thêm mấy ống thun nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm nha. Bạn theo dõi mình làm như thế nào nha. Go. Rồi bây giờ trước tiên mình cần ghim cái súng bắn keo này cho nó nóng trước nha các bạn, rồi một hồi mình sẽ làm cho nó dễ. Cho nó nóng trước. Để hồi mất công mình chờ đợi nó nóng nữa. Rồi bây giờ cái dây này mình không xuống tại mình để xuống qua một bên luôn. Rồi này nó cắm thải ha. Rồi, bây giờ cái này, cái nắp này mình sẽ xài, mình cần khoan cái lỗ ở đây nè đó, mình sẽ khoan cái lỗ ở đây, mình sẽ để cái ống này qua đây đó. Rồi giờ mình muốn khoan cho đẹp, mình sẽ đi lấy cái máy khoan, giờ mình sẽ lấy cái máy khoan ra để mình khoan cái lỗ để cho nó đẹp nha các bạn. Rồi cái nào không sạch mình cho xuống hết đây. Rồi mình cần một cái mũi khoan bằng với cái ống này. Cần cái ống này nha các bạn. Ok, đây. Bây giờ mình sẽ khoan nha. Đó. Rồi giờ mình sẽ khoan cái lỗ này. Khoan cái lỗ này nha. Một cái nắp này nữa mình sẽ khoan tiếp một cái nữa nha. Hai cái này mình khoan sao mà cho nó nằm ngay nhau các bạn. Rồi sau khi mình khoan được hai cái lỗ này nè các bạn thấy không? Cái cây, cái máy khoan này nó có nhớt, nó dính nhớt nè, nó dính tại vai hết rồi, ấy cái tay như vậy. Rồi mình không xài nó nữa, mình bỏ nó qua một bên luôn nha. Rồi bây giờ nè, mình sẽ là còn cái ống này. Đó, vừa luôn nè, thấy không? Rồi. Cái nắp này là sao mình cần xài này. Thì một hồi nữa mình sẽ cho các bạn coi nha.
Bây giờ mình sẽ dán hai cái nắp để dính lại với nhau cái. Mình sẽ cho hai cái nắp này nó dính lại với nhau. Các bạn nhớ nó ngay vị trí của nó nha. Bạn dán dính hai cái này nha. Rồi, xong. Bây giờ mình cần cái ống này nè. Mình cần cái ống này nè là nó sẽ nằm ở trên đây. Đó, nên là nếu bây giờ mình để vậy thì nhìn nó không có được đẹp mấy, nên là mình sẽ cắt cái phần này nữa là. Cắt vừa cái ống này nha. Đây, các bạn thấy rõ. Các bạn sẽ cắt ra vậy. Rồi các bạn cắt về cái phần này ra luôn. Còn không các bạn để gì cũng được. Đó. Nhà sẽ để ở đây. Thì cái này của mình nó sẽ có điểm tựa chút xíu nha các bạn. Đó. Để hồi mình keo đây nè, nó sẽ hơn. Rồi mình cần tìm một cái nắp nữa, mình sẽ ịn ở phía trên này nữa cho nó đẹp. Đó. Mình sẽ dán ở phía trên này, mình sẽ in lên như thế này. Mình nhảy vào cái phần này. Mình sẽ cho nó vô bên trong, nó sẽ đẹp hơn này. Chút nữa mình dán keo lại, ok. Chờ, mình không cần cắt luôn, mình để vậy quá đẹp hơn. Rồi cái phần này nè, với cái phần này mình sẽ kết nối với nhau, nên giờ mình sẽ cần cắt một cái lỗ ở đây nha các bạn. Các bạn cắt một cái lỗ như vậy ha. Rồi mình sẽ sọt vô đây nè, nó thấy chưa đó, sẽ sọt vô đây. Mình sọt mà mình đừng có sát ở trên đây quá nha bạn, nó một chút xíu thôi, và nó có cái khoảng trống giữa cái hai cái này với nhau nè. Đó, nó có cái khoảng hở cái chính giữa, thấy chưa. Rồi giờ mình sẽ lòn vô đây nha các bạn, thì mình làm chiếc keo đó. Các bạn thấy không? Rồi mình sẽ nè, mình sẽ đoạn cái ống này vô đây. Đó. Một chút xíu thôi. Đó, rồi em sẽ chích cái phần này vậy. Sau đó mình sẽ dè xuống dưới đây nè.
đó. Bây giờ mình để vậy nè, mình thấy cái phần này nè ở phía ngoài đi, hồi mình xịt keo ở đây á, xịt keo nó cứng cáp hơn các bạn. Còn không thì các bạn cắt ra vậy nè. Bạn cắt bỏ này luôn, đúng không? Mà mình để đi cho nó cứng nha. Rồi mình sẽ xịt keo vô đây nè nó. Dạ. Vô phần đó rồi, bây giờ mình sẽ chích lại phần bên trong này cho nó kín cái hơi nha các bạn. Mình sẽ xịt keo luôn phía đây, đặng mình dán cái phần kia lại luôn. Đó. Dán cái nắp này lại luôn nữa các bạn. Mấy cái nào mà nó xì ra không sao đâu, một hồi mình sẽ chét nó lại hết. Cái này của mình đó, nó hoạt động đó là sao, khi mình gắn cái hơi này nữa là mình gắn vô đây, mình xịt về bên đây thì cái hơi nó sẽ đi thẳng vô đây, nó tạo thành cái vực kéo, và cái ống này của mình nó giao nhau ngã ba này thì cái vực kéo này nó sẽ đẩy cái hơi này đi về phía trước, cộng thêm đó, nó cuốn cái hơi ở trong đây ra, thì cái này của mình đưa vô trong cái chai, thì trong đây có cái nước rửa xe á, thì nó sẽ cuốn đi theo, đúng không? Nó sẽ cuốn đi theo thì nó đi vô chung cái đường này, nó đẩy ra đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho nó đẹp đẹp và cánh nữa các bạn. Cái phần này của mình mà nó xịt ra mà tiết nó có tiết á, nó sẽ nhiều hơn á, thì mình sẽ gắn thêm một cái đầu qua đây nè các bạn, một cái đầu để mà nó ép cái phần miệng này lại nè, thì nó sẽ ra cái hơi nó ép tiết nhiều hơn nha. Rồi bây giờ mình chờ cho nó khô rồi mình gắn lại, mình sẽ test cho các bạn coi. Dán kính rồi hết.
Nói chung thì người ta cũng có bán sẵn đó, bạn mua về bạn xài thôi. Còn cái này là mình video của mình là tận dụng mà chai lọ bỏ đi nè các bạn. Cái nào hợp lý thì mình xài thôi đúng không? Rồi xong mình để vô đây, mình pha cái dung dịch mà cái nước rửa của mình đó. Các bạn rửa bằng cái gì thì các bạn pha cái đó thôi. Cái ống này thì nó hơi cục chút xíu nha các bạn, có gì mình sẽ nối nó sau vô thêm một khúc nữa cho nó dài thêm một tí nữa. Nó cái này nó hơi bị cục. Giờ mình sẽ kiếm cái gì mình nối vô một tí nữa cho là này nó hơi cục mà. Rồi mình nối một đoạn này nữa mình gắn vô mình sẽ vô nè. Rồi mình sẽ thêm một cái đoạn ống này vô nha các bạn. Đó. Mình sẽ để này vô nè. Đó, này tới đây. Thì một đoạn đó nữa là nó đồng này. Đó, mình cắt ra thôi. Đó. Gắn vô. Cái này và nó để hút cặn thôi các bạn. Nên là có cũng được, không có cũng được. Mình có thì mình gắn đi cho nó đẹp đi. Cái này mình sẽ biết mình làm cái gì rồi. Cái này mình sẽ gắn lên đầu này nè. Gắn lên trên đầu này nè. Đó. Để mình ra cái bọt tiếp nhiều hơn. Đó. Giờ mình sẽ dặn nó lại nha các bạn. Cái đầu này là sẽ cái đầu gắn cái này, cái ống này bên đây cũng được, bên đây thì cho nó dài bên đây. Đó, bạn thấy chưa? Rồi giờ là cái này mình sẽ ok. Đó, cái đầu này mình sẽ làm sao mình gắn được vô trong đây một chút. Mình sẽ kiếm một cái đoạn ống mà mình nối cái này vô cái nữa. Rồi mình sẽ có một đoạn ống nhỏ này nữa. Để cái hơi nó ép ra, nó ép chặt hơn nha các bạn. Đó, mình sẽ lấy cái đoạn ống nhỏ này, mình dùng keo thấm vô đây. Rồi, cái đầu bên kia thì mình cũng chích miếng keo. Mình sẽ gắn vô trong đây. Chét cái này cho nó đẹp hơn thôi. Bạn thấy sao? Ok đúng không? Đó. Rồi bây giờ mình chờ cho nó khô thôi. Rồi mình đi pha cái dung dịch vô mình test cho các bạn coi nha. Let's go.